Xin chào các bạn nhé. Bây giờ cánh đồng trên này chín hết rồi. Đây, khu vực này là chín hết rồi. Có một số nhà là người ta gặt lấy về dần rồi đây. Ở bên trên kia với khu vực ven này toàn nhà sàn đây, nhà sàn lập bằng lá cọ đây, tít trên kia là đồi, tít trên kia là đồi cọ nhá, các bạn nhìn thấy xanh xanh trên kia kìa, toàn đồi cọ thôi. Bên xa kia là có cái núi Răng Cưa kìa.